Hello, 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 xin chào cả nhà. Em nay em về được một con này là full ha. Rồi cái thước đo ghiết xài, ghiết bỏ tùm lum ơi. Con này là DVD CD ha. Ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin 100% và có cổng quang luôn. Bề ngang của em nó là 23, 22,5. Bề xuôi của nó rồi chiều cao của nó. Con này là full chức năng nha, con remote luôn ha, hiệu của nó luôn nè, đó. Có thùng luôn nha. Đây thùng xốp giấy hướng dẫn đàng hoàng đầy đủ ha, thùng xốp giấy hướng dẫn đầy đủ. Đĩa thì ok rồi, tại vì này nó mới to nè, làm gì có chuyện mà dập đĩa hư đĩa ha, ok hết. Ngoại hình đẹp. Đây em đang hát ha. Chính sao trời. Đây. Qua bảng thử ra. Rồi, ok. Đây em đang hát hình ảnh thì em lấy video ha, rồi âm thanh là em lấy cổng quang nè, đó 2 giây tiếng em không có vô nè. Đang hát cổng quang nè. Ha, rồi giờ mời quý khách thưởng thức nghe thử ha. Hai cái lo này em bắt đạm nghe đỡ thôi ha, nó hai cái lo cassette nhỏ. Rồi mời quý khách thưởng thức nghe. Em đã xa rồi còn thương còn nhớ, đã không thành bên mộng lâu niên chi. Người đi pháo đỏ nhuộm đường, còn ai gió bạc dẫm chân, ai chờ ai cuối sông. Rồi ok ha. Quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ sớm qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger giùm em ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.